Lâm Tâm Như quyết định hé lộ sự thật việc Hoắc Kiến Hoa bám váy vợ, không thèm đóng phim. Từ năm 2021, Lâm Tâm Như chuyển trọng tâm sự nghiệp từ đại lục về quê nhà, diễn viên đồng thời dành nhiều quan tâm hơn cho việc chăm sóc con hay ở bên ông xã. Sau một thời gian dài vắng bóng, cách đây chưa lâu, nam diễn viên Hoắc Kiến Hoa bị bắt gặp đi hẹn hò cùng một người bạn. Ngoại hình ông xã Lâm Tâm Như thay đổi khá nhiều, anh ngồi thoải mái nghịch điện thoại, thậm chí còn ngoáy mũi nơi công cộng mà không để tâm hình tượng. Thật khó để tưởng tượng đây là mỹ nam một thời nổi tiếng ở cả hai bờ eo biển Đài Loan. Kể từ sau bộ phim Trúc Mộng Tình Duyên năm 2019, Hoắc Kiến Hoa chưa đóng thêm bộ phim nào mới. Bà xã Lâm Tâm Như cũng nhanh chóng chuyển hướng sự nghiệp sang Đài Loan, hai ngôi sao lớn vắng bóng khá lâu tại Trung Quốc đại lục. Trên thực tế, trong vài năm trở lại đây, truyền thông Hoa ngữ liên tục đưa ra nhận định rằng nam diễn viên Hoắc Kiến Hoa hiện đang rơi vào giai đoạn sa sút sự nghiệp. Thời kỳ còn ở đỉnh cao, nam tài tử họ Hoắc nhận được nhiều lời mời của nhãn hàng cũng như các nhà sản xuất. Thậm chí được săn đón vô cùng nồng nhiệt, nam diễn viên 7X sở hữu khả năng diễn xuất ổn định cùng vẻ ngoài nam tính lạnh lùng, được Donnie đóng giày trong nhiều bộ phim tình cảm lãng mạn. Chia sẻ về việc biệt tích khỏi làng giải trí trong suốt 2 năm qua, Hoắc Kiến Hoa từng tiết lộ cho biết mình không chọn được kịch bản thích hợp nên quyết định dành thời gian cho gia đình. Ngoài ra, bản thân anh cũng không còn quá nhiều hoài bão và tham vọng trong sự nghiệp nữa. Nam tài tử họ Hoắc thừa nhận mình muốn dành thời gian để chăm sóc cho gia đình cũng như vun vén cho tổ ấm nhỏ, nên đã tình nguyện ở nhà để vợ yên tâm phát triển sự nghiệp. Đây cũng chính là lý do mà nam diễn viên quyết định lui về hậu trường trong suốt thời gian vừa qua và chấp nhận việc đánh mất hào quang mà mình từng có. Khi đến một độ tuổi nhất định, ta cần sống chậm lại, tận hưởng cuộc sống. Tôi không thể như trước, một năm quay đến 7 bộ phim, như vậy còn gì là cuộc sống nữa, Hoắc Kiến Hoa chia sẻ. Trước tin đồn Lâm Tâm Như can thiệp vào các mối quan hệ cũng như sự nghiệp của chồng, Hoắc Kiến Hoa đã từng lên tiếng phủ nhận, thậm chí còn không ít lần khẳng định rằng Lâm Tâm Như chính là sự lựa chọn thích hợp nhất với anh. Chia sẻ về ông xã, Lâm Tâm Như thừa nhận trong vài năm gần đây, Hoắc Kiến Hoa đang thất nghiệp nhưng cũng nhanh chóng minh oan cho chồng rằng hiện tại, ông xã cô vẫn đang chọn kịch bản và mong sẽ tìm được kịch bản hay bởi anh ấy quan trọng chất lượng chứ không quan trọng số lượng. Ngoài ra, Lâm Tâm Như cũng tiết lộ rằng con gái quấn Hoắc Kiến Hoa nên được ông xã vô cùng cưng chiều và ông xã là người thích đưa vợ con đi chơi, đi du lịch thay vì bon chen với showbiz. Dưới tin đồn bám váy vợ, đây có lẽ là câu trả lời đanh thép nhất mà Lâm Tâm Như phủ đầu netizen, cũng như lấy lại được danh dự và hình ảnh nam thần của Hoắc Kiến Hoa trong lòng những người hâm mộ. Để có thể rút lui khỏi làng giải trí, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như đã tự do tài chính từ lâu và tài sản của họ nằm ngoài sức tưởng tượng của công chúng. Con đường trở thành ngôi sao của nam tài tử rất suôn sẻ. Ngay từ khi ra mắt, nam diễn viên đã gây được tiếng vang. Anh chuyển đến Đại Lục và liên tiếp đóng các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Hoa Thiên Cốt, Nữ Y Minh Phi Truyện. Từng bước leo lên đỉnh cao trùng với thời điểm ngành giải trí tại Đại Lục phát triển, thu nhập của Hoắc Kiến Hoa cứ thế tăng vùng vụt. Trong đó, bộ phim Hậu Cung Như Ý Truyện là gây tiếng vang nhất. Nam diễn viên thu về hơn 50 triệu nhân dân tệ với mức lương trung bình mỗi tập phim là 550.000 nhân dân tệ. Tổng số tiền quảng cáo của Hoắc Kiến Hoa không nhiều, nhưng vì đều là các thương hiệu lớn nên thù lao cũng khá hậu hĩnh. Theo lời đề nghị mới nhất của anh trong năm nay thì ít nhất cũng phải 20 triệu nhân dân tệ một năm vào thời điểm đó. Trong khi đó, các chi phí làm đại sứ hình ảnh khác được coi là thu nhập nhỏ. Tóm lại, kể từ năm 2015, Hoắc Kiến Hoa đã là khách quen trong danh sách những người nổi tiếng Trung Quốc của Forbes, tài khoản mỗi năm ít nhất hàng chục triệu.